Quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin sẽ mang đến cho quý vị những thông tin cô động trong ngày đang được quan tâm. Và dạ, bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Để đảm bảo an toàn dịch bệnh, đặc biệt trước những diễn biến khó lường của biến thể mới XBB, nhằm bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của mỗi người trong thời gian vui xuân đón Tết, bác sĩ Trần Huyền Trân, phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân nên tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 đủ liều, kể cả các liều nhắc lại, đồng thời tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa cơ bản như đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên khi đến nơi đông tập. Theo thông tin của bác sĩ Trần Huyền Trân, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, hiện nay tại các trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố và trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19. Mỗi người dân cần chủ động ra soát và thực hiện tiêm vaccine đủ liều, đồng thời vận động người thân trong gia đình tiêm vaccine khi đến lượt để cùng tạo ra kháng thể phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả nhất. Trong năm 2022, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Tây Ninh đã thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người động đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên người động. Trong năm, công đoàn ngành y tế đã tổ chức các hoạt động thăm hỏi đoàn viên lúc ốm đau hiếu hỷ với số tiền trên 410 triệu đồng, vận động hỗ trợ một đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo với số tiền trên 20 triệu đồng. Các công đoàn cơ sở thuộc ngành đã xây dựng quỹ góp vốn xoay vòng không tính lãi với tổng số tiền trên 320 triệu đồng tổ chức chương trình Tết sâm vầy với các hoạt động thưởng Tết tặng quà cho đoàn viên công đoàn với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công đoàn ngành y tế cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành, qua đó thu hút sự tham gia sôi nổi của đông đảo đoàn viên công đoàn, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Tại hội nghị, công đoàn ngành y tế khen thưởng cho nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong các hoạt động phong trào thi đua năm 2022. Sáng ngày 10 tháng 1, với sự đồng hành của chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, chương trình Từ trái tim đến trái tim của Đài phát thanh truyền hình Tây Ninh đã đến thăm và trao số tiền hỗ trợ cho nhân vật của chương trình. Anh Nguyễn Minh Hiếu sinh năm 1987, tạm trú ấp Bào Vườn, xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Mọi sinh hoạt gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập ít ỏi từ công việc công nhân của anh. Khi vợ anh là chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1999, không thể lao động được vì vừa mới sinh con chỉ vài ngày. Hai đứa con đầu là Nguyễn Như Tiên, sinh năm 2020 và Nguyễn Ngọc Hân, sinh năm 2021 còn quá nhỏ. Cùng người mẹ già tuổi cao sức yếu, đôi mắt gần như không còn khả năng nhìn thấy xung quanh đại diện chương trình đã trao tặng số tiền 22 triệu đồng cùng các phần quà tặng, giúp gia đình có thêm nghị lực vượt lên số phận, đúng với thông điệp của chương trình Nơi yêu thương lan tỏa. Sáng ngày 10 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Trảng Bàng phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tổ chức họp mặt tôn giáo dân tộc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Tại buổi họp báo, các đại biểu được thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác dân tộc, tôn giáo năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Bà Lê Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng mong muốn, thời gian tới các dân tộc tôn giáo tiếp tục ủng hộ đồng hành cùng chính quyền địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương Trảng Bàng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Trảng Bàng trao tặng 30 phần quà Tết cho đại diện các dân tộc tôn giáo. Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Tân Châu phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Định Khuê tổ chức tặng 50 suất quà, mỗi suất quà gồm gạo và nhu yếu phẩm trị giá 500.000 đồng cho 50 nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền 25 triệu đồng. Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên tổ chức lễ trao tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Thành Bắc, Hòa Hiệp và thị trấn Tân Biên có 60 phần quà là tiền mặt trị giá 500.000 đồng một phần được trao cho hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguồn kinh phí do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Tây Ninh hỗ trợ. Đoàn Thanh niên Hội chữ thập đỏ trường Trung cấp Y tế Tây Ninh cũng tổ chức chương trình Tết nhân ái Xuân tình nguyện với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người dân xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh. Tại đây, các đơn vị đã vận động các y bác sĩ, là giáo viên, nguyên giáo viên và cựu sinh viên của nhà trường để thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho hơn 100 người dân tại địa phương. Cùng với việc được cấp miễn phí các loại thuốc, mỗi người đến khám còn được nhận một phần quà gồm gạo, các loại nhu yếu phẩm và một phần tiền mặt. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là gần 50 triệu đồng do các đơn vị vận động các mạnh thường quân cùng đóng góp. Hội thảo kết nối hợp tác doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Hồng Kông, Quảng Đông, Cao Trung Quốc đã diễn ra ngày 10 tháng 1 tại Hà Nội. Hội thảo nhằm mục tiêu thúc đẩy kết nối hợp tác doanh nghiệp giữa Việt Nam và Hồng Kông cũng như khu vực Hồng Kông, Quảng Đông, Macau, Trung Quốc ngoài việc giới thiệu những phát triển gần đây của hồng kông sự kiện còn tập trung xúc tiến các doanh nghiệp hồng kông đầu tư vào việt nam thông qua việc giới thiệu môi trường đầu tư của việt nam thời gian gần đây nhất là các lĩnh vực gia công chế tạo bất động sản thương mại dịch vụ phát triển hạ tầng và kinh tế vùng với vị thế là trung tâm tài chính thương mại và hàng không quốc tế trung tâm văn hóa và đổi mới sáng tạo hồng kông còn là siêu kết nối giữa trung quốc đại lục và thế giới bên cạnh đó hồng kông còn là cửa ngõ quan trọng để các công ty từ trung quốc đại lục đầu tư vào việt nam Việt Nam hiện là đối tác lớn thứ 8 của Hồng Kông và Hồng Kông hiện là nhà đầu tư lớn thứ 5 tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ đô la Mỹ, trong đó có các dự án quy mô lớn đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế của Việt Nam. Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình đẩy mạnh phát triển toàn diện, nhất là lĩnh vực kinh tế xã hội, nhằm dần hoàn thiện các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc trung ương, dự kiến vào năm 2025. Năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt khởi công nhiều công trình giao thông quan trọng, kết nối các khu vực, góp phần mở ra không gian phát triển mới. Đồng thời đã đưa vào vận hành tuyến cao tốc Cam lộ La Sơn và chuẩn bị đưa vào khai thác nhà ga hành khách T2, cảng hàng không quốc tế Phú Bài trong năm 2023. Qua đó, góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông theo hướng hiện đại, đồng bộ, tạo động lực cho quá trình phát triển mới. Có thể nói năm 2023 là năm tăng tốc để Thừa Thiên Huế thực hiện các tiêu chí phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Đến nay nhiều tiêu chí về phát triển kinh tế xã hội, đô thị, giao thông, văn hóa, giáo dục y tế đã tiệm cận với quy định. Năm 2023, địa phương phấn đấu tốc độ tăng trưởng từ 9 đến 10%, thu ngân sách trên địa bàn tăng 12% so với thực hiện năm 2022. Hiện Thừa Thiên Huế đang tập trung hoàn thành công tác quy hoạch tỉnh và đẩy nhanh tiến độ thực hiện đề án thành lập thành phố trực thuộc trung ương. Trong năm 2023, chính phủ Nga sẽ phân bổ khoảng 200 tỷ rúp, tương đương với 2,86 tỷ đô la Mỹ để xây dựng hành lang giao thông quốc tế Bắc Nam, thay thế cho hệ thống logistics châu Âu. Hành lang này hướng tới việc gia tăng trao đổi thương mại với các quốc gia châu Á. Hành lang giao thông quốc tế Bắc Nam sẽ bao gồm tuyến đường vận chuyển chính là Biển Đen với sự hấp dẫn kinh tế về cơ sở hạ tầng vận chuyển của Thổ Nhĩ Kỳ. Biển Caspi với điểm tựa là các nút giao thông ở Azerbaijan và Iran cũng như Viễn Đông, nơi các cảng của Liên bang Nga trên Thái Bình Dương sẽ được kết nối với các nhà ga đường sắt ở biên giới với Trung Quốc. Theo dự báo, khi thay thế các tuyến đường châu Âu, công suất hành lang vận tải Bắc Nam này sẽ tăng lên 135% vào năm 2030. Dự án là sáng kiến của chính phủ Nga để gia tăng trao đổi thương mại với các quốc gia châu Á. Hàng ngàn y tá tại hai bệnh viện lớn của thành phố New York Mỹ đã đình công sau khi các cuộc đàm phán về lương và tuyển dụng lao động thất bại. Theo Hiệp hội Y tá bang New York, cuộc đình công có sự tham gia của hơn 7.000 y tá tại trung tâm y tế Montefiore ở quận Bronx và bệnh viện Mount Sinai ở quận Manhattan. Trong tuyên bố riêng rẽ, hai cơ sở y tế trên khẳng định đã đề nghị mức tăng lương tổng cộng là 19,1% cho các y tá. Trong khi đó, trung tâm y tế Montefiore đã cam kết tuyển thêm 170 y tá mới. Cuộc đình công đã buộc Montefiore phải điều chỉnh lịch của tất cả các cuộc phẫu thuật, hoãn lịch hẹn tại các cơ sở khám chữa bệnh lưu động. Thị trưởng thành phố New York Eric Adams cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình, nhấn mạnh hệ thống chăm sóc sức khỏe thành phố sẵn sàng ứng phó với bất kỳ thách thức nào phát sinh trong thời gian đình công. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh truyền hình Tây Ninh. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự sau.